Nào, chúng mình sẽ bắt đầu luôn nhé, để có thể khởi động đúng không, nhẹ nhàng. Hôm nay mình sẽ tập trung chủ yếu vào những phần như là ngữ pháp này, phần dấu sao này, phần đọc hiểu này đúng không, như để khởi động cho những bạn đang đã vào đây học với sensei đúng không. Chúng mình sẽ thử bắt đầu luôn nhé. Nào, đầu tiên khởi động phần ngữ pháp rất đơn giản và nhẹ nhàng nào. Rồi các bạn ơi, comment giúp mình cái đáp án nhé. Đen sầu nani nani no sai wa Ashimoto ni chubun gochui kudasai. Đúng không ạ? Nào, câu này các bạn chuẩn bị comment đáp án cho sensei nhé. Xét đoán của chúng mình sẽ là gì đây nào? Một số mẫu câu này các bạn nào học N2 có thể vào đây xem được cái này. Bởi vì là thực ra những cái phần này kanji nó làm gì, những phần ngữ pháp hôm nay mình cho dạng hơi nâng cao một chút nhé. Để xem nào, sẽ có nhớ không ta? Nào, câu đầu tiên, mọi người đã nhìn thấy là câu đầu tiên của sensei chưa? Đen xấu đúng không, như chữ án rất đơn giản nhưng đôi khi lại quên mất đấy, nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi chọn nha. Đó, bạn Nguyên Trần rất là nhanh rồi đây này, câu 1 đáp 4, câu 2 đáp 4 đúng không ạ. Đó thì cái chữ này bình thường mới cái đọc chữ này chữ dáng đúng không, thì bình thường mới cái đọc từ là furimasu, nhưng mà trong cái amega futemasu đúng không, khi mà kiểu mưa rơi các thứ chẳng hạn thì mình mới đọc là furi. Còn trong trường này xuống xe đúng không, lên lý vào xuống ố đây này đúng không, đấy kiểu ori no đi mát là lên xe, chỗ này mình sẽ chọn nó là gì đấy, orimasu, nhìn thấy chưa. Nhưng kem ô phía trước để nó là tôn kính ngữ các bạn nhé. Dạ, khi xuống xe là các quý khách để ý ạ, không ngã đấy, đúng không? Ashimoto ni chubun gochui kudasai. Chuẩn xác, đáp án sẽ là số 4 mọi người nhé. Nào, hãy chú ý nhìn vào các câu của sensei đi, chúng ta hãy cùng comment nhé, tăng tương tác nào, đúng không? Comment thật nhiều để có thể nhớ nhá. Câu số 2, wasuremono ga nai ka nani nani shite kudasai. Những từ vựng rất dễ bắt gặp, rất hay bắt gặp đúng không ạ? Làm thật nhiều đúng không? Đến gặp là đây rồi đúng không ạ? Rồi, chào Lenda Sang, Lenda Trần đấy đúng không ạ? Rồi các bạn ơi, rồi chào Quý Sang. Quý Sang ơi, lát nữa đến cái phần ngữ pháp nhá, đúng không? Mình khởi động một chút kanji đến phần ngữ pháp, đúng không ạ? Mình đang livestream N3 nhá, đúng không ạ? Đó, thế nhưng mà ở cái phần ngữ pháp một vài phần thì chúng ta có thể xem nó có liên quan N2, đúng không? Một chút chút thôi nhá, làm phiên bản nâng cao một tí xem có chọn được không nào? Xem có mang tên hôm nay không nào? Đó, thử những bạn nào đang ở N2 vào đây chẳng hạn ấy, đã xa lưới vào cái livestream này, thử đến xem hết xem có mang tên không nhá. Rồi, ok, câu số 2 đúng không? Chúng ta có từ xác nhận, kakunin, đúng rồi, chính xác, những chữ này quá quen luôn rồi nhá. Kakunin shite kudasai. Chữ kaku đúng không? Tất cả nhưng không phải là t, đúng không? Rồi kakusho, kakugen, dame desu. Kotai wa yonban. Rồi, câu số 3 nào? Phần này kanji thì mình sẽ đẩy nhanh một chút nha. Kino kara nani nani ga hirokute kyou mo gakko yasunda. Từ ngày hôm qua đến giờ cái gì đấy rất là kinh khủng, rất là hi đôi đúng không, và hôm nay mình cũng lại phải nghỉ học đúng không ạ. Rồi, chào các bạn, chào Thanh Sàng, hai cô mang wa. Nào các bạn comment giúp mình câu thứ ba đi nào. Mình đang livestream N3 nhá. Bạn đoán xem, bây giờ mình không nói N mấy đây, để các bạn đoán xem là ví dụ bạn nào chót N4 mà đôi khi từ này mình biết này, cũng đọc đọc chẳng hạn này đúng không, thầy cũng đọc được rồi này. Nhưng bạn N2 sao nên thấy dễ dễ này nhờ, N2 chắc dễ lắm, đi thi cả này mang tên rồi. Rồi các bạn rất nhanh đúng không, câu số 3 này lại 4 tiếp à, sao nhiều 4 thế đúng không, hai câu đầu là 4 rồi câu này 4 tiếp không ta. Đó, ok, từ này của chúng mình chính là trong từ atama đúng không. Thủ này và trong chữ thống là đau, đau đầu, atama ga itai. Nhưng khi ghép vào chúng mình sẽ đọc nó là gì? Đúng rồi, chính xác, chúng mình sẽ đọc nó là zutsu. Chuẩn xác, nên đáp án lại là số 4 các bạn nhé. Kotai wa yonban desu, đúng không ạ? Đó. Chứ không phải đau đầu hay là chứ không phải là đau tim hay là đau cái khác đúng không? Đây đau đầu nhé, bình thường atama ga itai. Đúng không? Cơn đau đầu từ hôm qua giờ nó kinh khủng quá là hôm nay mình lại phải nghỉ học. Zutsu. Chuẩn xác, câu 3 đáp án số 4, chuẩn xác luôn. Còn câu 4 thì sao? Ichiban taisetsu na no wa, đúng không? Chữ này là chữ mệnh, mệnh trong sinh mệnh hay là mệnh lệnh mê lê các thứ đúng không ạ? Đó, thế như trong trường hợp này thì nó lại đọc âm cưng yomi. Điều quan trọng nhất không phải là tiền bạc, không phải là gì cả, mà là sức khỏe, là sinh mệnh của chúng mình đúng không? Và sinh mệnh chúng mình sẽ chọn số mấy? Chính xác, của tai wa ni bang desu, inochi. Đúng không ạ? Cứu giúp sinh mạng các thứ chẳng hạn, inochio, tasukaru, tasukeru. Đúng rồi, chính xác nhá. Linh Sàng đoán xem nào mấy đây? Nhìn xem dễ hay khó xem nào mấy đây nào. Rồi, tiếp tục nhá, chúng mình đến với câu số 5, chúng ta khởi động một chút. Đó, với phần kanji thì đúng là đúng là 4 ở 3 đây rồi, đúng không ạ? Nhưng lát nữa xem nhé, đến phần ngữ pháp xem có mang tên không ta. Những bạn nào đang ở N2 đây chẳng hạn nhá. Cho lỡ suýt nữa thì lỡ nói đúng không? Nani nani no tame gogo no flight wa cancel となります. Đúng không ạ? Đó, vậy chúng ta xem nào.
Comment tiếp nào mọi người ơi. Rồi câu 5 mọi người đang chọn số 3 đúng không ạ? Đó, chữ này không đọc đúng rồi chết nhờ. Chính xác đúng không? Câu 5 chúng mình sẽ chọn số 3 Typhoon đúng không ạ? Đó là do cơn bão thế nên là cái chuyến bay các bạn nhỉ? Flight tội là chuyến bay của chiều nay nó sẽ bị hủy, bị hoãn lại. Cancel tội là gì mà sự. Chính xác, câu 5 đang số 3. Câu 6 nào? Ego no chikeo okete jibun no nane ni o tameshite mitai. Đúng không ạ? Cái phần kanji N3 thì mình thấy nó thực sự nó không quá khó đâu. Thế nên mọi người cố gắng ăn trọn điểm nhé. Đúng không? Để mình đỡ bị kiểu như là những cái hoang mang ở những phần bài sau. Vì chúng ta còn lo lắng những cái phần môn này khác đúng không? Để còn gánh điểm cho môn này khác. Thì ít nhất những cái môn này mà mình thấy mình có thể cân được, mình thấy tokyo đúng không? Thì mình phải dành trọn điểm để mang tên cái phần đấy nhá. Tham gia cái kỳ thi tiếng Anh đúng không? Để mình kiểm tra cái từ ta mê sự chính là chữ thí luôn ấy. Đúng không? Trong từ CK này. Nhớ đúng không? Để kiểm tra trong cái thực lực cả âm án Việt là thực lực của mình đến đâu. Ừ, hôm nay cô Lan chữ N3 có được không ở Phúc sáng? N3 đúng rồi, chính xác. Và câu 6 chúng mình sẽ chọn số 4. Chitriku chuẩn xác, đáp án sẽ là số 4. Thực lực trong khả năng của mình đâu. Đúng không? Xem live trưởng Ma Lan Sensei sẽ có mang tên không để xem thực lực của mình thế nào. Xem bây giờ học tiếp học lại N3 hay là học lên N2 chẳng hạn. Đúng không? Thì nó sẽ là Chitriku chuẩn xác, đáp án số 4 nhá. Nào, câu số 7 nào. Abunai no de doro nani nani shinai de kudasai. Đó, ba chữ án khó mà tiệm. Thì nguy hiểm lắm đấy, thế nên là đổ lộ. Chúng ta có từ chữ tạo lộ đúng không? Băng ngang qua đường, nhìn thấy chữ này chưa ạ? Ừ. Chữ hoành và chữ đoạn. Hoành là trong kiểu trục tung trục hoành ấy các bạn ơi, đúng không? Thì bình thường mình sẽ đọc nó là yoko các bạn nhỉ. Ngang, yoko và thate. Yoko là ngang, thate là dọc đấy, đúng không ạ? Ừ. Nào, câu 7 xem mọi người chọn gì nhá. Rồi, câu 7 mọi người nhanh lắm, chọn được cả câu 1 và câu 2, hai câu liền luôn. Chính xác, từ này chữ hoành của chúng bạn nó đọc là ô các bạn nhá, ô đăng. Đúng rồi, chính xác chứ phải cô. Yoko thì là ông cưng Yomi của nó cơ, ki thì không phải nhá. Ki thì nó phải màu vàng cơ, đúng không? Trong từ kido các thứ cơ, đúng không? Chữ Hán giống rồi nhá, là chữ hoàng cơ chứ không phải là chữ hoành này, hiểu chưa ạ? Rồi, câu 7 1 chính xác, câu 8 nào? Monday ga attara kanarazu nani nani shite kudasai, đúng không? Nếu có vấn đề xảy ra là mình nhất định sẽ phải báo cáo, đúng không? Chúng mình có từ báo cáo. Đó, chúng mình có tụng từ hodensho, hokoku, rendaku và shodan, đúng không? Và là đi làm công ty Nhật sẽ biết cái khái niệm đó, đúng không? Hodensho, đúng không? Báo cáo này, trao đổi này, đúng không? Và hodensho, đúng không? Liên lạc và trao đổi các bạn nhé. Đó, thì đây sẽ là hokoku, chữ báo cáo, chuẩn xác, câu 8 sẽ đang số 3. Thế từ lúc giờ là chưa bạn nào sai để được nhắc tên luôn ấy, đúng không? Cái này có nhắc mà nhắc hết, bởi vì là các bạn đã đúng hết rồi. Câu số 9 nào, đó, khởi đầu nó phải đầu xuôi đuôi lọt, đúng không? Thì hy vọng phần kanji này sẽ giúp các bạn đuôi lọt cái phần ở phía sau, nhớ. Tiếp theo nào, kyo nen kono hotel ni tomatta. Ừ, đó, bây giờ thì mình biết được cái cách đọc của nó rồi. Nhưng chỉ có điều là với cái cách đọc đó, đúng không? Thì tương ứng với chữ Hán nào trong những chữ Hán người ta cho, nhớ. Câu số 9 mọi người chọn gì đây? Ừ. Câu số 9, câu 8 mọi người chọn 3 đúng rồi này. Câu số 9 bạn Nguyên này, bạn Phước Hòa, Hồ Thuận này đang chọn số 4 đúng không ta? Ừ. Âm án Việt là chữ gì biết không ạ? Đó, chữ chú này nó sẽ là sư mự cơ, đúng không? Chữ này là chữ yado đúng không? Chữ túc này đúng không? Đây là chữ lưu trong đời lưu các cự ấy, đúng không? Lưu học sinh các thứ chẳng hạn nhá. Đúng rồi, và đây nó sẽ là chữ gì đây ạ? Ừ. Âm án Việt là chữ bạc mà nghĩa là trọ lại, ở lại, đúng không? Nghỉ lại khách sạn, tomaru, hotel ni tomaru, ở lại nhà nước bạn, ở lại khách sạn, đúng không? Ấy, thậm chí đi làm về muộn quá, thậm chí là tôi ngủ lại công ty thì người ta sẽ dùng từ tomaru và chia thành tomata, chuẩn xác. Ừ. Câu số 10 thì sao? Ima made yori jūgyō ni sekkyoku deki ni sanka suru gakusei ga fueta, đúng không ạ? Nào, thấy đấy khởi đầu. À đây, câu 9 bây giờ mình thấy có bạn ạ. À. Chọn khác con này nên như đã kịp sửa lại đúng không? Đấy, bạn Nguyên đã kịp sửa lại đúng không? Quay xe gấp, đúng rồi, chính xác cái từ này đấy. Cái này nó hại dễ nhầm này, đúng không? Giữa hai cái chữ tích này, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Ừ. Đó, thì chỗ này phải là gì đây? Cái từ sekyoku teki âm tích cực, đúng không? Đấy, so với từ trước đến giờ nhá. Cái ima mà đấy, kore mà đấy, sore mà đấy. Cho đến thời điểm này, so với thời điểm này, thì bây giờ đang có rất nhiều các bạn học sinh tham gia vào những buổi livestream, đúng không? Một cách tích cực hơn chẳng hạn, đúng không? Tích này trong thành tích các bạn nhá. Còn tích cực ý, đúng không? Thì nó phải là số mấy? Đúng rồi, nhìn nhầm một phát, đúng không? Thì nó bị sai mất đấy. Đáp án sẽ phải là số mấy đây ạ? À? Câu 10, đáp án số 3 nhá. Chính xác. Ừ. Đó, chứ cần chữ tích kia đúng không? Đó, thì nó khác nhau. Đây là cái bộ hòa này, đúng không? Trong một cây lúa, còn đây là sẽ là bộ bộ mịch đúng không? Sự kết nối và là thành tích ấy, thành tích từ lúc đầu những bài kiểm tra nhỏ, những bài kiểm tra lớn từ đầu kỳ đến cuối kỳ. Đó, đây mới là chữ tích nha. Ừ. Hai chữ đều là chữ tích, nhưng mà cái là tích tụ và một cái là tích tích cóc
các thứ đấy chẳng hạn, đúng không? Đấy, thậm chí còn diện tích nữa, đúng không? Chúng ta lưu ý nhé. Rồi, chào bạn, hay. Rồi, chính xác là mặt số 3 nào. Rồi, tiếp sang kanji tiếp theo nào. Suno yon de totemo kandoshita. Rất nhiều chữ cảm ở đây, đúng không? Có cảm tình, cảm tâm, cảm động và cảm tưởng, đúng không? Chúng ta có rất nhiều chữ Hán ở đây, đúng không ạ? Và chắc chắn là chúng mình biết cách đọc rồi, đúng không? Thử comment xem nào. Câu 11, bạn Nguyên đang chọn 3, xem chính xác chưa? Từ lúc giờ cần 3 hay 4 đó nhỉ? Rồi, các bạn comment rất nhanh, đúng không? Và đấy, thì nhanh xem, đi thị, thế chúng mình có cái thời gian giới hạn thôi, đúng không? Để chúng ta còn tập trung làm những phần khác nữa, thế nên là những phần nào nhanh nhưng phải đảm bảo chắc nha. Hay cơm mang tới sẵn đấy nhé. Rồi, lại ba ba. Ủa sao lấm lắm thế, đúng không? Ừ, Nguyên dần chọn ba này. Từ nữa nhá. Với câu đầu tiên, đúng không? Từ này sẽ là kanjo, cảm tình. Kanshin, đúng không? Cảm tâm, nhưng mà nghĩa là kiểu cảm phục cái gì đó. Kanjo là cảm tưởng, viết văn cảm tưởng, đúng không? Đó, như đây cũng kanjo bưng, đúng không? Đọc xong thì viết văn thì như không ạ. À, trong cụm này là kando cơ, đúng không? Thì nó phải là cảm động. Nên đáp án câu 11 chính xác sẽ đáp án số 3. Chuẩn luôn, hầu như không bạn nào sai, đúng không ạ? Ồ, đến câu số 12 thì mình lại thấy có đang có 3 đáp án lận. 1, 2 và 3. Kono atara ni byouin ga arimasu ka? Đúng không? Gần đây có cái bệnh viện nào không ta? Đúng không ạ? Số 1 cũng đọc là atari trong cụm từ ataru và ateru, chữ đương, đúng không? Mang nghĩa là trúng, đúng, đúng không? Ví dụ như là cụm từ takarakuji ga ataru, đúng không? Thì cái này cũng đọc là atari, nhưng mà nó gạch chân như đặt trong ngữ cảnh của câu này cơ, chứ không phải cứ có chữ Hán nó giống cách đọc giống mà mình sẽ chọn nó được, đúng không? Đó, nên câu này bạn Bình chọn một cũng sai rồi này, đúng không? Đấy, bây giờ mới được gọi tên, những bạn chọn sai. Bạn Phước Hoa chọn một để sai này, có là atari nhưng nó phải là gì đây, trúng vào, đúng vào cái gì đó, đúng không? Ataru và ateru, nhớ như trong trường này không đúng rồi. Từ này là mawari cơ, đúng không? Chữ chu này, đúng không? Đó, chữ này là chữ hồi, không đúng, và đây nó sẽ là chữ biên, đúng không? Khu này, vùng này, chỗ này, đúng không? Là có cái bệnh viện nào không nhỉ? Chính xác, đúng không? Nên câu số 12 phải đáp án số 2 nhá. Đấy, những câu cứ nghĩ là dễ nhưng đôi khi lại lỡ một chút là chúng mình chọn sai mất rồi. Yeah, chiki, câu số 13 nào. Kyou no jugyo no fukushi wo shite kudasai. Đó, kyou no is a lime chim desu ne. No fukushi wo shite kudasai. Đúng không? Nào, hôm nay chúng mình sẽ ôn tập, đúng không? Cái giờ học ngày hôm nay, đúng không? Ôn tập lại những cái nội dung trong buổi livestream các thứ chẳng hạn này. Nào, các bạn comment tiếp cho mình nào, câu số 13. Những phần kanji hay từ vựng của N3 nó còn khá đơn giản cho nó lên N2. Đó, trong quá trình mà mình giảng dạy các lớp N2 chẳng hạn ấy, thì mình thấy là cái nền tảng kiến thức N3 mà không chắc là học lên N2 rất là vất vả. Và không chỉ nói N3 đâu, quan trọng nhất là N4 ấy, đúng không? Cái phần N4 hầu hết là mình thấy là các bạn hay tự học và thậm chí là học nó chưa được chắc ấy. Thế nên là làm cái nền tảng N3 nó cũng không được vững cho lắm, và nên N2 thì cực kỳ vất vả đấy. Nên mọi người cố gắng là ôn tập hay là chỉnh chu lại. Thậm chí tất cả các lớp học của cô C khi mình thiết kế những cái nội dung học chẳng hạn ấy, bao giờ không N2, nói là N2 thôi, mình dạy các lớp N2 nhưng cũng phải ôn N3 đâu. Thậm chí đôi khi ôn lại N4 luôn ấy. Những cái mẫu ngữ pháp liên quan đến bị động sai khiến này, những cái dạng cho nhận này, hoặc đặc biệt là tôn kính, đến N2, N1 vẫn cứ xài rất nhiều, đúng không? Đó, câu số 13 mình đang thấy ghi nhận đáp án số 1 và số 2 của bạn Thanh là một lối đi riêng này. Bạn Lenda Trần cũng chọn 2 này, xem chính xác không nhá. Đó, mấy cái chữ này sao nó cứ nhầm lẫn với nhau nhở? Mình biết là chữ tập rồi, là học rồi, đúng không? Chứ phải chữ tui nữa, siêu mà đây chỉ là siêu đi thôi, bỏ qua nhá. Đúng, thì đáp án chỉ có thể 1 và 2 thôi. Nhưng ở đây sẽ là cái nào? Cũng là phước cờ, nhưng mà phước cơ sát sự cờ thì mới là cái chữ phước này. Còn đây là chữ phục các bạn nhà, nên đáp án nó phải là số mấy? Số 1 mới chính xác, đúng không? Đúng rồi, chuẩn xác, đáp án chính xác phải là số 1 nhá, chứ không phải phục cơ giáp chữ, đúng không? Nó khác cái bộ nhá, này các bạn để ý. Chỗ này bao nhiêu tất cả các giáo trình hay là những cái sách luận đề, thậm chí đề thi các năm nó nói quá nhiều rồi và lần nào cũng vẫn lại xài, quá nhiều người xài rồi. Rồi, ok, sang câu số 14, câu 13 sai rồi thôi, đúng không? Chúng mình sang với câu số 14 nào. Tokuna ryori wa hamburger desu, đúng không? Sở trường của em là món trứng luộc. Đúng không? Thì đây là món hamburger, đặt ra hamburger. Vậy câu 14 chọn gì? Câu 14 các bạn đang chọn 3, toki, đúng không? Đây cũng là toku nhưng mà toku betsu, đúng không ạ? Đây cũng là y trong y rồi cơ nhá. Nên đáp án của nó sẽ phải là số 3, chữ đắc và chữ ý. Là những cái mình rất tâm đắc, những cái thế mạnh, những cái sở trường của mình chẳng hạn nhá. Chuẩn xác, câu 14 sẽ là số 3. Đó, khởi đầu với 14 câu kanji, đúng không ạ? Không biết là chưa mang tên, đúng không? Vẫn có những bạn bị sai 1 đến 2 câu còn gì nữa à? Nhờ, đúng không? Nên chúng ta phải cố gắng nhá. Đến với phần tiếp theo nào. Hai, Chiki. Chúng mình sẽ đến với phần ngữ pháp.
Khó khăn nhất khi bạn học ngữ pháp là gì? Các bạn chia sẻ cùng mình được không ạ? Ừ. Đó, các bạn ngữ pháp thì mình thấy là mặc dù là đi học ngữ pháp, ủa dù thôi không học ngữ pháp nữa em làm phần khác này. Ngữ pháp chỉ có 12, 13 câu chả bao nhiêu điểm đúng không? Nhưng không, ngữ pháp giúp các bạn trong cái phần môn này này chẳng hạn này. Rồi trong môn này dấu sao, rồi trong môn này đục lỗ, tổng nó thành 23 câu chứ không phải chỉ có 12, 13 câu phần ngữ pháp này nữa. Thậm chí ngữ pháp giúp các bạn sẽ hiểu được cái khung, cái bối cảnh của cái phần đọc hiểu đúng không? Đó, thế nên đừng có chủ quan nhá. Còn nếu mình biết cách học thì mình vẫn hoàn toàn có thể chinh phục nó, nhớ chưa? Ô chào bạn Đình Dương, lâu lắm mới gặp, Hisashiburi. Nào, câu đầu tiên, câu 1 chọn gì đây? Các bạn cố gắng ghi nhớ trên xe nhá. Lịch lai nào hay à? Ừ, tao sắp là sang tuần trên xe em. Hiện nay các lớp của cô xe đều đang tập trung vào cái phần luyện đề cho các lớp ấy. Thế nên là thời gian nó đang hơi bị hạn chế một chút. Nên là mình sẽ cố gắng là sẽ bổ sung cái lịch lai chính xác cho các bạn nhá. Hoặc mình sẽ bổ sung thêm lịch live ban ngày nữa hoặc buổi chiều nữa, chứ buổi tối học như là các sensei đăng ký lịch mất tiêu rồi. Nào, ô bạn Hồng Quân chọn 2 này, câu nào đấy? Chúng mình từng câu 1 nhá. Các bạn kèm theo số tự giúp bạn xe ạ. Như câu số 1, Niongo Yama nani nani fujisan desu ne. Fujisan desu ne. Đó, nói về hoa, nói về núi đúng không? Chúng ta nhớ ngay đến cái đặc trưng tiêu biểu đó, chúng ta nhớ đến 3 mẫu câu. Toitara và một mẫu câu nữa đó chính là toeba. Đưa ra những cái đặc trưng rất tiêu biểu. Đúng không? Nói Nhật Bản, đúng không? Nói hoa anh đào. Nói núi của Nhật Bản, nói núi Phú Sĩ. Nói đến trang phục truyền thống của nhà Việt Nam thì nói đến gì? Áo dài. Nói đồ ăn của gì đây nhỏ? Của Hà Nội thì người ta sẽ nói đến phở, kiểu thế, đúng không? Thì sẽ là thối yê bà, nhớ. Ừ, chính xác. Nếu nhắc đến, đúng rồi, cũng được bạn ạ. Cái cách đấy chỉ là cách dịch thôi, chứ về cơ bản nó sẽ là ngữ cảnh, đúng. Nhắc đến cái A thì người ta nghĩ ngay, đúng không? Họ mường tượng ngay đến cái B thì nó sẽ là thối yê bà. Và thậm chí còn tố ít tà đà, tố yê bà, tố yêu tố nữa các bạn nhé. Chính xác, câu 1 đa số chuẩn luôn. Rồi, còn đây tố cả là nghe nói nhá. Rồi tố yêu, phải tố yêu tố mới được cơ, chứ tố yêu được không nha. Niyote có rất nhiều nghĩa, tùy thuộc vào, đúng không? Rồi thì nhờ vào, bằng phương thức, cách thức, đúng không? Căn cứ trên, rất nhiều nghĩa nhá. Rồi, câu số 2 nào, đây kể cả những bạn N2 nữa đúng không? Đây ngữ pháp, quý sang thế này. Nhờ đúng ngữ pháp của N2 không? Một số sách nói chung là cái việc phân định N2, N3 nó không rõ ràng cho lắm đâu. Nên mọi người lưu ý nhá. Nhưng ngoài đấy thì trong Mimikara thì có học này. Nhưng trong Shinkansen thì người ta N3 thì không có nhá. Rồi câu số 2 đúng không? Mọi người đang chọn số mấy đây ạ? Số 2 các bạn đang chọn 1. Đúng rồi. Nhớ nhắc cái sự không tương xứng. Wari các bạn đã coi nó như cái chữ wari mat là sự chia ra ấy. Chữ cap là phân chia đúng không? Phân chia làm đôi thì hầu như không cân xứng, nó không tương xứng với nhau. Bà tôi ấy, so với tuổi thì cách suy nghĩ vẫn khá là mới mẻ trẻ trung đúng không? So với tuổi này mà hay dùng nhất là so với giá thì khá là ngon, so với giá khá là tệ đúng không, là cái hay dùng nhất đó. So với cân nặng hay là so với chiều cao, như này là yếu, như này là thấp, như này là bé chẳng hạn đúng không, thì sẽ là toshino wari niu á, rất hay dùng nhớ. Mưu kê đúng không, chúng ta có danh từ đi thẳng trực tiếp với mưu kê là dành riêng cho một đối tượng nào đó. Tabi đúng không, tabi đấy là cứ mỗi lần lại lặp lại cái gì đó. Còn cư xê ní đúng không là chỉ trích phê phán. Shitte ru cư xê ní oshiete kurenai. Oshiete kurenai. Và phẩm thì đứa nào đấy khoanh nhanh lắm đúng không, nhưng mà nó biết mà cứ chê bài lại không cho mình nhìn. Nên mình bảo là cô ta oshiete ru cư xê ní oshiete kurenai. Nó biết mà không bảo em cô ạ à, đúng không? Rồi chính xác. Vậy câu 2 đáp án số 1 các bạn nhá. Tiếp nào. Chikakatta o machigae ru to keiga o suru. Keiga o suru nani nani desu. Một mẫu ngữ pháp cũng rất kinh điển luôn. Chúng ta xem nào. Mọi người nhìn thấy câu số 3 chưa? Màn hình đủ nét chưa? Chữ đủ to chưa? Vấn đề chọn có đúng hay không thì tính tiếp. Nào, tiếp nào các bạn ơi. Comment chăm chỉ nào, học hành chăm chỉ. Nỗ lực để được đền đáp cho nào. Rồi, câu 3 chọn 4 chính xác không? Đó, khi cảnh báo những nguy cơ các bạn nhé, đúng không? Mình sẽ có những cái phần mà tổng hợp những cái dấu hiệu của ngữ pháp chẳng hạn ấy, để mình có thể hình dung dễ hơn, đúng không? Chữ ngữ pháp thì muôn trùng vạn trạng, đúng không? Thế nhưng mà khi mình đặt trong ngữ cảnh mà chúng ta quen dùng với nó chẳng hạn này, những cái dấu hiệu này mình sẽ dễ nhận biết và chúng ta ưu tiên để lựa chọn hơn. Đó, cái này mà sử dụng sai cách, đúng không? Nói nhầm cái cách dùng cái là tôi sẽ bị thương đấy. Thì chúng ta có thể nhớ được cả mẫu câu kanenai nữa. Nhớ chưa ạ? Cái này cũng là có lẽ e rằng sẽ dẫn đến cái gì đó. Nhưng với cách kết hợp của nó, kanenai hay là kaneru thì nó cũng sẽ đều dạng bỏ mắt sự đi. Nhớ cho như đây là thể khả năng, đây là thể từ điển, đúng không? Thể từ điển nên chúng ta sẽ chọn mẫu câu đó là osore ga arimasu. Osore ga aru có nguy cơ. Chữ này là chữ khủng các bạn nhé. Khủng là sợ hãi, đúng không? Tôi e rằng là, tôi sợ rằng là, đúng không? Sẽ có nguy cơ là sẽ bị thương đấy, nên cẩn thận nha.
Hô độ đạt là đến mức. Đô có độ nâng là tô có độ đế hoạn nay, không phải là chỗ, không phải là lúc, đúng không? Chính xác, nên câu 4, câu 3 đáp án 4, chính xác nhá. Câu 4 thì sao? Mangaichi, đây cũng là một dấu hiệu này, đúng không? Khi mà trong nhất phần ngữ pháp ấy, chúng ta nhìn thấy những cái dấu hiệu và những cái phó từ hay những cái cách sử dụng đi kèm ấy, chúng ta cũng có thể dễ dàng chọn lựa đáp án hơn. Ví dụ như là cái từ imanimo, chúng mình sẽ nghĩ ngay mẫu câu soda, đúng không? Sắp sửa rồi. Rồi cái từ moshikashitara, các bạn sẽ nghĩ đến mẫu câu kamoshire này, đúng không? Rồi cái từ maru thế, đúng không? Là giống như là, kiểu như là, chúng ta sẽ nghĩ đến mẫu câu yoda, yona, yoni, và giống với cả gì nữa? Mitai, đúng không? Đấy, những cái dấu hiệu như thế nhá. Hoặc có từ như là osoraku của N3 chẳng hạn ấy, N2 chẳng hạn ấy, osoraku đằng sau đi với tà đồ, có lẽ chắc rằng là, đúng không? Thì mang cái chi dấu hiệu của nó đi với gì? Với tà đà hoặc là ba, các bạn nhìn thấy chưa? Đúng không? Đi với điều kiện ấy, mạ vạn nhất chẳng may nó xảy ra, đúng không? Khi làm mất cái si passport ở nước ngoài thì đó, hãy liên lạc với đại sứ quán nhờ. Nhìn thấy chưa? Thì 1 hoặc 4 đều được. Tuy nhiên đằng sau của nó là gì đây? Thể dạng như là yêu cầu ấy, những cái ý chí, thì chúng ta sẽ không đi với thẻ ba mà chúng ta đi với tà đà, đúng không? Khi đi với tố ba và tà đà thì cái tà đà sử dụng được rộng rãi nhất các bạn nhé. Chuẩn xác đấy, bạn Lenda Trần là chọn số 2 là sai mất rồi, vì là như đang có từ đấy, mình dịch là vì là làm mất passport này nên là tôi sẽ liên lạc, nghe hợp lý đúng không? Nhưng khi có dấu hiệu từ mangaichi, đúng không, vạn nhất chẳng may mà lỡ, thì đang được giả định thôi, đúng không? Giả định tình huống là nếu mà làm mất cái passport, đúng không, hộ chiếu ở nước ngoài, thì mình phải liên lạc với cả đại sứ quán nhá. Đó chưa? Nên đáp án chính xác của chúng mình phải là số 1 cơ. Rồi đó, đúng không? Tôi nghĩ là câu em thấy cũng dịch cũng hợp lý, nhưng quan trọng là chúng ta phải hình dung được cái cách sử dụng của nó nữa nhá. Câu 4 chuyển sang 3 là còn sai nữa bạn lên đà. Rồi, tiếp thì đây bạn vừa chọn 2 chứ đúng không? Lúc từ 3, lúc thì 2 và cuối cùng đáp án là 1. Thế mới đen. Câu 9 nào. Kyūryō ni fūman ga aru nani nani dewa nai, shikashi isogashi sugiru. Nào, câu tiếp theo mọi người ơi. Chọn gì đây? Nó bị chạy, nhanh quá nhanh quá. Nào, câu này chọn gì đây? Câu số 5 nhá. Từ câu 4 phải chạy ra câu 5 chứ, lại chạy đi chỗ nào mất tiêu. Rồi, câu 5 bạn chọn 1, chắc đúng không ta? À, những cái liên quan đến tôn kính và khiêm nhường. Đấy, cô vừa bảo đấy. Nó thôi chả nói đến nữa. Cái nở nào phức tạp, nở bài nó hay phức tạp đâu. Ít nhất là bài 49-50 của giáo trình Minano Nihongo. Các bạn nắm thật chắc cho sensei là sensei mừng lắm rồi. Đúng không ạ? Đầu tiên ấy, những cái dạng liên quan đến bị động sai khiến, hoặc là những cái dạng kính ngữ, hoặc là những dạng cho nhận, bao gồm có morao, itadaku chẳng hạn ấy, thì hãy lưu ý sensei xác định, đúng không, cái chủ ngữ, đúng không, cái đối tượng của hành động đó, nhớ chưa? Thì đây rõ ràng những người, các bạn nhìn nhá, kata là những cái vị những cái người mà sẽ tham gia buổi koenkai, đúng không? Đó, cái bài buổi seminar, bài giảng ngày hôm nay chẳng hạn. Suseki sarelu, đây cũng là một dạng tôn kính ngữ các bạn nhé. Chuyển một động từ sang bị động cũng là một dạng tôn kính ngữ. Nhà những vị mà sẽ tham gia buổi koenkai ngày hôm nay, dạ xin hãy đến đây, đúng không? Và trước thời điểm 3 giờ nhé. Vậy chủ ngữ của hành động này là ai? Đúng không? Cái người làm hành động là những cái vị này, là đối phương, mà đối phương mình phải dùng tôn kính ngữ. Thế nên phải loại ngay cái phương án nào? Thứ nhất là ukagai masu, đúng không, là hành động của mình. Ukagatte mo yoroshi desho ka, em đến được không, em hỏi tí được không. Thêm ô phía trước, đúng không, nhưng mà cộng với shimasu đằng sau cũng là một dạng khiêm nhường ngữ, nhớ chưa? Omochi shimasu ạ, để em cầm cho. Chứ ô thêm bỏ mắt sự đi cộng với ni narimasu thì mới dùng được nhá, nên chỗ này sai mất rồi. Rồi cũng có một dạng thêm ô phía trước cộng với kudasai phía sau để mời hãy thế này thế kia. Không, nhưng mà ôi đây ni kudasai thì được. Nhưng đây là otori kudasai thì không nhá. Omachi kudasai, ohari kudasai, okaki kudasai, nhưng trong đây lại không dùng, mà nó dùng từ irasai mat và chia thành irasatte kudasai. Kotai wa ichiban desu. Chuẩn luôn. Rồi, chính xác, và chúng mình chốt câu 5 sẽ đáp án số 1 nhá. Chuẩn luôn. Thì câu 6 lại một tiếp à, xem nào. Tôi sẽ hay đi danh từ chỉ người lắm, với tư cách nhỏ nghe cũng có vẻ hợp lý đấy. Thế bạn nào chọn đầu tiên đây, đây là bạn Thí Trần à, Thúy đúng không ạ? Đó, thì đang thấy là chọn ngay cái tôi stay và nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng mà xem dịch chính xác chưa? À, chắc chắn là anh ấy sẽ có cái cách làm của riêng anh ấy, đúng không? Với tư cách là anh ấy, ôi dồi ôi, có hợp lý không ta? Đúng không? Với tư cách tôi đến Nhật với tư cách là du học sinh, thực tập sinh các thứ chẳng hạn, đúng không? Kỹ sư các thứ chẳng hạn. Ồ, đó, đâu rồi? Hãy comment, cô chờ câu này nhé. Cô chờ một chút câu này xem các bạn có làm được không ta? Đó, câu 6, nếu mà chọn 3, đúng không? Bạn còn lại chọn 3 là gì? Dakara, thì thường chúng ta có mẫu câu no koto dakara.
Kara cơ, đúng không? Vì mình biết rõ về người này nên chắc là thế nọ thế kia, nhưng không, nếu mà chỉ Kaneda Kara thì không có. Đáp án của nó là Niwa, đúng không ạ? Thực ra cái nói là ngữ pháp thì nghe có vẻ rất đơn giản đấy. Các bạn nhìn này, gá được đúng không? Có cái gì đấy ở đâu? Có cái bút ở trên bàn, có tiền ở trong ví, nhìn thấy chưa? Thì có cái gì ở đâu phải đi chợ thế nào? Ní đúng không? Thì mình chỉ đơn giản mình hiểu chỗ này sẽ là gì đây các bạn ơi, đúng không? Anh ấy sẽ có cách làm của anh ấy nhá, thì tôi không dịch là ở anh ấy, đúng không? Để nghe điều quá nhưng mình đấy, cái xét về cái logic của nó sẽ là ở đâu đấy có cái gì sẽ đi chợ từ ní và nhấn mạnh bằng níu á, đúng không? Ở đâu có cái gì và trong anh ấy, tức là anh ấy sẽ có cách làm của riêng ấy. Karenari các bạn nhá, mà Karenari no yarikata ga aru hazu da, chuẩn chưa? Chính xác là một à, đâu đúng không? Đây là N3 đấy, đúng không? Rồi chính xác, chốt câu 6 sẽ đáp án số 4 các bạn nhé. Thế còn câu 7 thì sao? あの人は自分の役に立つことにしかお金を何々。Đó, nhìn một phát thì chúng ta thấy ra được đáp án luôn này. Đó, nhìn thấy chưa? Có từ shika. Thế thì loại trừ được kha khá rồi đấy. Thử xem sao nào, câu số 7. Câu số 7 đó, có 4 và có 2. Thì đúng rồi, chúng ta sẽ bỏ 1 và 3 đi nhá, bởi vì đã có shika thì phải có nai, đúng không ạ? Đấy, cái người đó đúng không, người ta sẽ tiêu tiền, cái động từ okane o chikau là tiêu tiền mà chỉ cho những cái việc có ích cho bản thân người ta thôi, đúng không ạ? Thì đó, ok, mình sẽ biết là sẽ dùng 4 hoặc 3, 4 hoặc là 2 rồi, đúng không? Thế nhưng mà này, mặc dù có đuôi là nai nhưng kamo shienai thì lại gì, là có lẽ rằng là, các bạn công nhận không đã? Đó lại mang nghĩa khẳng định mất rồi chứ không phải mang nghĩa phủ định, nên là có 4 sai rồi. Bạn Hồng Quân này, bạn Nhi Phương Hạ này, đúng không? Đấy được gọi tên trong trường hợp này là không hợp lý lắm rồi, tới sao mà cuộc sống xa nhà nữa, loại trừ các bạn nhá. Cái ngữ pháp này công nhận các bạn hay quên lắm, đúng không? Mẫu ngữ pháp này chính là vetagaru đi, đúng không? Động từ bỏ mắt sự đi cộng với tay, sau đó mình chia sang bỏ y cộng với garu là nói về mong muốn của người khác, không phải mình mà thường thường là người thứ ba. Mình đang nói với các bạn ơi, cái thằng đấy, cái anh ấy, đúng không? Là chỉ tiêu tiền những cái việc có ích cho bản thân mình thôi, đúng không? Đó, chữ cái tagara này, có đây là chỉ muốn nhá, đúng không? Nếu shika thì nó đi với nai thì mình dịch là chỉ, nhưng mà rất là ít đọc, đúng không? Chỉ tiêu tiền cho bản thân mình thôi, không tiêu cho người khác, nhớ chưa? Nên đáp án đây chính xác sẽ là số 2. Mẫu câu nó chính là tagaru. Tính từ đuôi y đúng không, bỏ y, tính từ đuôi na bỏ na đúng không, hoshigaru zannengaru. Còn động từ thì chúng ta sẽ có là bỏ mắt sự đi đi trong cộng được đuôi tagaru, nhớ chưa nhé? Rồi chính xác, nên câu số 7 đáp án phải số 2 mới chính xác nha. Câu 18 thì sao? Sao bạn ma đẹp à? Sao lại bây giờ mới đang lang thang ở câu 12 thế này? Câu 8 chọn gì các bạn ơi? Anoko wa ikura itte mo mattaku benkyou nanka toshinai. Sắp thi đến nơi rồi, sắp thi nó hai nó ba đến nơi rồi, nhưng nói bao nhiêu lần mà nó vẫn chả chịu học, đúng không? Đó thì mình sẽ dùng mẫu câu này. Đó, câu 8 bắt đầu thấy có sự phân biệt rồi đây này. Có đáp án 1 và đáp án 3. Ừ thì tất cả đều sẽ là sư đự cái gì đó đúng không? Rồi sư đự và CEO, CEO thể mệnh lệnh và chi tạ đúng không ạ? Đến lúc này chọn gì đây? Đã đến câu 9 đâu bạn ơi? Rồi câu 8 đáp án 1 cái của nó sẽ là Veyo tố Shinai các bạn nhé. Dùng để chỉ trích phê phán, nhớ chưa ạ? Chả chịu làm cái gì đó đúng không? Veyo tố Shinai đấy là mẫu câu của nó cơ. Ví dụ không chịu nghe ai cả, Kiko tố Shinai, chả chịu xin lỗi người ta đúng không, thì ayamaro tố shinai đó, được thường được mang cái sắc thái là phê phán chỉ trích mỉa mai nhá, không chịu thế, không chịu thế này, không chịu thế kia, đúng rồi, không có ý định làm cái đó, không chịu làm luôn, chuẩn xác. Nên câu 8 là số 1. Ok, câu 9 thì sao? Kyudo ni fumanga aru nani nani de wa nai shikashi isogashi sigiru sugiru. Câu 9 đã bạn ơi. Đó, hình như là mạng của bạn ấy bị chậm hơn so với mọi người, thế nên bây giờ đang lang thang ở câu kia mất tiêu. Có bất mãn về tiền lương không? Thế nhưng mà bận quá, tức là lương thì cũng được đấy, chắc thế nhỉ. Nhưng bận quá, bận không có thời gian đi chơi với crush rồi đi đi tán gái hay là đi để có người yêu nữa, đúng không? Rồi, câu số 9 đó, đúng rồi, khoảng lặng đây, số 9 chọn 2. Có bạn Nguyên lại chọn 3. Đúng không? Đúng là có mẫu câu cô độ, nhưng mà đô cô độ đế bọn này thì không phải lúc, đúng không, không phải lúc chơi bời, đúng không, không phải lúc đi du lịch, không phải lúc cưới xin thì tầm này đấy mới là đô cô độ đế bọn này nhá, nhưng đây không phải rồi. Mẫu bán của nó phải là số wa kê đế bọn này, đáp án 2. Không hẳn là, không phải là, phủ định một phần hoặc toàn phần đi, cũng chả phải bất mãn gì về tiền lương các thứ đâu chẳng hạn ấy, đúng không? Thế nhưng mà bận quá không có thời gian để tiêu tiền. Chính xác nhá, chứ hô cả chỉ có hô cả nai chứ không hô cả đế bọn này nhá, hô cả nai là chỉ còn cách đúng không ạ, na độ thì không phải rồi nha. Rồi câu số 10 nè.
この試験は学校何々申し込んでください。Đó, mình sẽ đăng ký, kỳ thi này đăng ký là thông qua cô C chẳng hạn này. Cô C sẽ mua hồ sơ giúp các bạn chẳng hạn ấy, đúng không? Đấy, thông qua một cái môi giới trung gian đó, chúng ta có mẫu câu nào các bạn ơi? Dễ nhầm lắm nha, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi mà chúng ta comment. Vậy câu này chúng mình chọn gì? Câu 10, A, Nhi là còn quen là chọn A nữa là Nhi sáng. Ừ, đó, chính xác. Chúng ta đừng nhầm với số 3 nhá. Số 3 đúng là có từ tô được, ố tô được, nhưng mà đi qua chỗ nào đó. Đúng không? Nó là một động từ tô được, đi qua cái cổng này, đi qua cái công viên này. Còn nếu mẫu câu của nó sẽ là ố tô si tê, tô si tê hoặc là ố sư si tê. Nhớ chưa? Đúng không? Đấy, thông qua một cái môi giới trung gian ở giữa, đúng không? Thông qua trường học, đúng không? Thì mình sẽ đăng ký với cả ban tổ chức kỳ thi GPT chẳng hạn. Đó thì mới là ô tô stay hoặc là stay. Nên đáp án phải là số 1. Đúng rồi, thông qua cách thức này được, đúng không? Môi giới trung gian ở giữa, chuẩn xác nhá. Mà thông qua internet, đúng không? Thông qua những buổi livestream của Mai Lan Sensei là mình có học được nhiều điều, đúng không? Đấy thì nó sẽ là stay nhá. Đó, chứ số 3 đừng nhầm nha. Nếu tô stay thì được thôi, chứ còn nếu tốt tê thì lại không. Lưu ý nhá. Rồi, chuẩn xác, câu 10 đáp án 1. Thế câu 11 thì sao? Eki mo de mukai ni ikimasu kara takushi ni nani nani desu yo. Câu 11, chọn gì đây? Beki, nen, ồ, hợp lý nhỉ? Có đúng không ta? Dịch chắc chưa, bạn Phúc Hòa ơi? Ồ, tới cũng chọn 4, dịch lại sensei xem nào. Dịch lại câu xem nào, vì chia câu ra để dịch câu đi nào. Vì là tôi sẽ đến đón cậu bằng taxi, bằng đến đón tại nhà ga đấy nhá. Thế nên là mình sẽ đi, mình nên đi taxi đi. Ồ, đã có người đến đón rồi thì cần gì phải đi taxi nữa. Đúng không? Sao một lối đi nó lại đi khác nhau thế này? Có bạn chọn 1, có bạn chọn 2, có bạn chọn 4. Thứ nhất này, đúng không? Chúng mình có Becky. Becky là mẫu câu nên làm cái gì đó. Nhưng rõ ràng có người đến đón rồi, đi xe đạp cũng được. Mới đi xe đạp, xe máy hay ô tô hay cái gì, nhưng không phải đi taxi đâu. Gọi taxi mà về thì cần gì đến đón nữa. Đúng không ạ? À? Thế nên là cái Becky này là sai đầu nước rồi này. Đúng không? Đó. Còn bạn nào chọn số 2 nữa à? Mình sẽ nhìn thấy là số 2 như bạn Hồng Quân này. Tối ưu cô tô đẹp, đúng không? Đấy, tối ưu cô tô đẹp là mẫu câu truyền đạt về cái nguồn thông tin. Nó theo như người này, theo như người kia thì nghe nói thế này, đúng không? Tối ưu cô tô đẹp, tố nô cô tô đẹp. Không chứ có nguồn thông tin nào đâu. Mà chỉ là về được cô tô quả này và đây là nô được cô tô quả này. Rất hay đi một số từ như là chim bay sức được cô tô quả này. Không cần lo đâu. Y số gửi cô tô quả này. Không cần vội vàng hấp tấp vậy đâu. Ở kia ní sư được câu tổ này, không cần bận tâm đâu, là hay dùng nhất trong cái mẫu câu này nhá. Nên đáp án chính xác cô tổ quả này, chuẩn xác chưa? Ra là dị đấy, thì bây giờ sẽ nhớ đúng không? Thì do em dịch là đang bị sai mà, đúng không? Sẽ thấy là nếu mà em đã chọn sai đúng không, ngữ pháp thì chắc chắn là bạn biết ngữ pháp này, không đến nỗi là nó quá khó đúng không. Thế nhưng mà mình dịch nhầm một cái là thôi xong phim nhớ, nên để ý một chút nha. Hai câu cuối cùng của phần ngữ pháp để mình sang phần khác nữa nào. Trên xe đang live stream mà ví dụ như thứ tư chẳng hạn này, đúng không? Nếu em lên lịch thứ tư thì mình sẽ cố gắng live stream thứ tư nữa nhá. Đúng không? Và trong mình sẽ cố gắng là các lớp hiện nay mình đang tập trung rất nhiều các lớp luyện đề. Thế nên là hôm nào rảnh cái là mình lên live, đúng không? Thì mình sẽ cố gắng cố định một cái lịch và mình sẽ thông báo trước với các bạn nhá. Dịch xong em thông não. Đấy, mà dịch có khó đâu, có phải do từ vựng em yếu đâu. Từ vựng ở đấy rất dễ mà, chẳng qua là mình dịch vội, dịch ẩu, đúng không? Nhá, nào, tiếp theo nào. Kara ga okihito ga takusan. Đó, những cái người mà lực lưỡng, đúng không? Cơ thể rất là to béo như thế này, thì người ta làm sao các bạn nhỉ? Những người to, đúng không? Người gầy thầy cơm, còn người to thì chưa chắc là ăn lắm đâu nhá. Đúng không ạ? Đấy, cái mẫu câu nào, thử chọn xem nào. Câu số 12. Mẫu câu đưa ra những ngoại lệ, đúng không? Đó, người gầy chưa hẳn là ăn ít cơm đâu nhá, đúng không? Hít, đúng không? Ăn nhiều mà không béo. Người béo cũng phải là do ăn nhiều đâu nhá, đúng không? Đấy, mà đôi khi là người ta hít khí rồi người ta béo, đúng không ạ? Đâu, chọn nào, ô, chào chân sàng. Xem có mang tên N3 không nào? Rồi, các bạn đang chọn số 3, đúng không? Mẫu câu đưa ra những ngoại lệ, đúng không? Chữ này chữ hạn các bạn nha. Rất nhiều những mẫu câu liên quan chữ kagiri này. Nhưng đây là tô kakenai, không giới hạn, tức là gì đây? Nó có những cái ngoại lệ. Những người cơ thể to béo chưa chắc người ta đã ăn nhiều đâu nhé. Đúng không? Mà tự nhiên hít khí rồi người ta béo ấy, khổ thế. Đúng không ạ? Show monai, đúng không? Mẫu câu này là gì? Không có cái vẻ gì là có thể. Nhớ chưa? Nó ngược lại câu show đã là có vẻ. Wakeni wakanai là chúng ta không thể nào làm thế, đúng không? Đấy, ví dụ như là lương tâm nó cắn rứt chẳng hạn, hôm nay có live stream của Malan Sensei nên anh không thể đi chơi với em được, đúng không? Thì nó sẽ là ikku wakeni wakanai nhá.
Rồi ta biết thắc cứ tết thầm này mỗi con này cũng còn N2 một tí đúng không? Rồi muốn ăn dã man, muốn ăn kinh khủng cực kỳ đúng không? Thì không đúng nha, mà đây sẽ là gì? Những người béo, những người to chưa chắc là ăn nhiều đâu nha. Đưa ra những cái ngoại lệ đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng mình đến với câu số 13 nhá. Chi sai Tokyo ạ, eto chi chi to yoku sakana tsuri o itta nani nani desu ga saikin wa hotondo ikimasen. Nào tiếp theo nào các bạn ơi, câu số 13 các bạn chọn gì đây? Những lúc khi còn nhỏ ấy là mình rất hay đi chơi với đi đi câu cá với bố đúng không? Nhưng dạo ngày là không đi nữa. Nhiều mẫu N2 đâu, N2. Nói chung như này nhá, nói là tô quá cà kê này học N3 mà. Đúng không? Tô quá cà kê này học N3 nhá. Qua kê đấy bọn ai cũng N3 nhá. Đúng không? Thì nó chỉ là cái phiên bản nó hơi nâng cấp một chút thôi, đúng không? Chứ quen mãi rồi, những cái mẫu câu mà cố định của N3 mà lặp lại rất nhiều làm gì nữa, đúng không? Thì đôi khi trong quá trình mình đi thi là sẽ có những cái mẫu ngữ pháp mà nó các bạn hay bỏ qua, nghĩ là của N2. Không, chả có cái người ta quy định là mẫu ngữ pháp này của N2 không cả. Thậm chí các bạn thử thi mà xem, nó thậm chí còn hỏi ngữ pháp N4 cơ. Nhưng ở cái phiên bản nó lạ lắm, nó cho những từ nó phức tạp lên một chút đúng không? Cái ngữ cảnh mình dịch nó bị sai đi một tí là mình chọn sai thôi, chứ đừng đổ lỗi là tại nó không có N2 nhá. Rồi câu này tiếp theo này nữa nào, đó chính xác bạn cho chiến sang, bạn nghĩ xem đây là n mấy nè. Đúng không, đang kể ui hồi còn bé, hồi còn nhỏ, hồi còn trẻ là tôi hay thế này lắm. Ví dụ câu này cũng hay, ví dụ vui vui là hồi còn sống ấy đúng không, là tôi hay bơi ở con sông này lắm đúng không? Đó đã kể về những kỷ niệm, những cái hoài niệm trong quá khứ mình hay làm thế, thì nó sẽ phải là vê tạ, bởi vì là đã xảy ra chưa, cái hồi đấy hồi nhỏ đã xảy ra rồi, nên luôn luôn là vê tạ nhá, mà đó là vê tạ monodes, kể về những kỷ niệm trong quá khứ nhá. Đấy cô đây là hồi còn bé là rất hay đi câu cá cùng với bố, thế nhưng bây giờ hầu như không đi nữa. À cái mẫu câu vete tamanai là mẫu câu nói về cái cảm xúc nó dâng trào lên. Trời ơi, atsukute tamanai, trời ơi nóng dã man đúng không, nhớ người yêu quá muốn gặp dã man, ai thức à năng cả ai thức cứ tê tắc cứ tê tamanai nha. Ô con này chạm à, ở đấy có nhiều bạn ở đây chắc chắn nếu chưa quen thì vẫn nghĩ sơ nó nhanh đấy đúng không, thì đấy đúng không, có lúc phải thay đổi một chút, đổi nhạc một chút chứ. Bạn đang học lớp sơ à? Trời ơi, chắc là sơ không để ý mất tiêu, hay là tên Facebook nó khác nhau nên sơ không không nắm được. Tức là bạn đang học với sơ đúng không? Rồi ok, vậy câu 4 chúng mình à, câu 13 mình chọn ra số 4 nha. Mẫu câu là Feta Monodes, kể về những kỷ niệm hoài niệm trong quá khứ mà phải hay làm nha, chứ nếu chỉ một lần ấy đúng không, mới đã từng một lần đi câu cá bố thì không nhá, đúng không, phải là có dốc cự nhiều lần rồi, chứ nếu đã từng chỉ là vê tạo photo gã Arimat mà thôi nha. Rồi chứ khi chúng mình sang phần dấu sao nào, có ai ngại phần này, có ai sợ phần này không? À thế à, ừ đấy. Hôm nay đã bảo là người ta phải nói chậm rồi, người ta đã ý nghĩ trong đầu là hôm nay mình sẽ nói chậm một tí nhá, đúng không? Đấy, nhưng vẫn đang quen bản với tốc độ của bạn N2, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn bạn, hôm sau mình sẽ cố gắng nói chậm hơn một tí nhá, chậm như thế này nhá. tiếp nào, với dòng dấu sao này, đúng không? Xem nào, có những cách làm mà Dương Dương có thể cung cấp cho các bạn, đúng không? Mình đã gọt được rất nhiều những cái chuôi, đúng không? Liên quan đến cái phần là cái dấu sao mà rồi chẳng hạn, để chúng ta thử xem sao có chọn đúng không nhá. Trời ơi, em vẫn sợ phần này à, phần nào cũng sợ chuyện gì nữa. Sẽ có những cách để mình đỡ sợ hơn, nha, đúng không ạ? Nào, bây giờ chúng ta đi nhá. Các bạn đừng có dịch câu. Dịch câu là phải là bước cuối cùng các bạn làm. Chứ các bạn sắp xếp mà xem, bạn nhìn những từ này biết là gì đây? Anh ấy này, năm ngoái này, một năm rồi này, gặp này, xong không gặp này. Đó, nhìn thấy chưa? Tức là đấy, gặp rồi nhưng mà không gặp nữa. Đấy, cô chả sắp xếp và cô nhìn sơ qua những từ vựng này là cô biết là anh ấy gặp năm ngoái rồi xong rồi năm nay không gặp nữa hay sao ấy. Đúng không ạ? Nó chỉ là một phần thôi nhá. Quan trọng là cách chúng ta sắp xếp để ra vị trí dấu sao. Nhớ chưa? Phải đi từ ngữ pháp. Nhớ hộ mình cái phần dấu sao này phải đi từ ngữ pháp. Cả đục lỗ thế. Nhớ chưa ạ? Các bạn nhìn ra xem đây này. Đã có từ hô độ. Nhìn thấy chưa? Là đi với cái khoảng thời gian. Nhìn thấy chưa, đúng không, không gặp khoảng một năm, khoảng cái gì đấy, khoảng thời gian, một cái duy nhất khoảng thời gian, đây là mốc thời gian nhá, kêu đây là mốc thời gian là năm ngoái, còn khoảng thời gian của chúng mình phải là ba đây, đúng không đã. Xong tiếp theo cái mẫu câu đi với kiri, các bạn biết mẫu câu này không ạ? Nó chính là vê tạ kiri, chính xác đúng không, kể từ khi đó nó giống, khá là giống với vti đấy, thì đây là vê tạ kiri, nên bốn sẽ đi với mấy, bốn sẽ đi với hai đó, và kêu nên nó một thời điểm làm cái gì đó thì đây có mỗi một cái hành động ấy thôi, đúng không, nên là chúng ta để một chất bốn và thứ tự nó sẽ là 1 4 2 3 đúng không ạ? Đó, chẳng có bạn nào bị sai không nhá. Nên mình rất cần các bạn là ví dụ như bạn nào càng sợ ấy thì càng phải comment lên sensei, thì sensei mới chỉ ra cho các bạn những cách để chúng ta có thể làm được một cách dễ dàng hơn nhá.
Nào, tiếp theo nào, các bạn nhìn thấy số trên xe chưa? Đúng rồi, mình thế này nhá, chúng ta thống nhất là với sensei ấy, khi làm những bài này ở trên những live stream hoặc trong giờ học với sensei ấy, cô không qua cô không cần các bạn là xem là vị trí dấu sao là cái nào, nhớ chưa ạ? Mà cô không cô cần cái cách sắp xếp của các bạn để ra được vị trí chính xác, nhớ chưa? Thì lúc đấy nó dấu sao đứng đầu, đứng cuối, đứng giữa là mình chọn được hết, nhưng quan trọng là cách sắp xếp ra làm sao, chứ đôi khi may mắn mình sắp xếp sai vẫn chọn đúng ấy thôi, đúng không? Nên cô cần cái cách sắp xếp nhé, đúng không ạ? Nào câu số 2 đi bạn Đức Trí ơi, giúp xem là comment câu số 2 nhá, comment có trùng đáp án không, mà đây cô đã giải qua rồi mà vẫn các bạn comment là 1 4 2 3. Đó, như đấy là quý rằng cái này 3 2 1 4 xem chính xác không nào. Chúng ta nhìn thấy này, cái từ v, cái mẫu câu đi với vt ấy, chúng ta có rất nhiều những cái vt, VT imas, VT arimas, VT shimaimas và VT okimas, các bạn biết cái đấy không ạ? Đó, thế nên chúng ta sẽ nhìn thấy ngay đây nói gì đây, mà lại còn ố có cần tìm một động từ. Mà động từ đây chính là nào? 3 sẽ đi với 2, VT oita chính là VT okimas đấy. Chuẩn xác chưa? Đấy, nên 3 với 2 phải đi với nhau. Ồ, đấy, mình sẽ phân tích cái đáp án cho các bạn nhé. Rồi, ok, mình đã thấy rồi. Tiếp theo chúng mình có mẫu câu là kakawarazu desu, đúng không? Liên quan đến cái gì đó và thực ra nó là ni mo kakawarazu, nên 1 4 đi với nhau và đi nốt vào đây, nên thứ tự của nó phải là 3 2 1 4. Còn nếu đây mình đang nhìn thấy các bạn 4 1 3 2, đúng không ạ? Mình nhìn nhá, 4 này dự xong lại ni mo, các bạn nhìn thấy chưa? Có cái nào là mẫu câu dự ni mo không ạ? Không có, đúng không? Đó, sau gì nữa? Xong lại 4 1, xong 3 2 chi tiêu ôi tạ, đúng không? Đó, cái ở đây có thể đứng được, thế nhưng mà không có mẫu câu là dự ní mố các bạn nhé. Và không có ố kakawara dự, mà chỉ có ní kakawara dự hoặc ní mố kakawara dự. Đó, nên sắp xếp bạn nào mà để 4-1 là sai mất rồi đấy nhá. Nhìn thấy chưa, 4-1 ra đầu là sai mất tiêu rồi. 3-2 3-2-1-4 nha, chứ không phải 3-2-4-1 là lại sai đấy, nhớ chưa? Đó, các bạn nào hầu như quên mất không dịch câu ấy, vì dịch câu là bước cuối cùng, khi đã ra rồi cô nghĩ là các bạn sẽ dịch được, nhưng cô đang quan trọng là cách kết hợp với nhau để ra được vị trí đúng, nhớ chưa ạ? Còn nếu dịch là gì đây, mặc dù là đã có gọi điện thoại trước rồi nhưng mà vẫn không đặt được lịch nha, yoyaku ga dekite inakata. Tiếp là câu số 3, kare ga nani nani ganai, các bạn nhìn thấy chưa? Đeo ganai thì có cái gì đó thì cô cần một danh từ, một sensei với danh từ duy nhất đây là cái nào, các bạn nhìn thấy chưa? Di càng thì không phải đâu nhá, vì có ní thì không phải danh từ nữa. Yaku suku no không có no gái này được, đúng không? Và một cái duy nhất đi được cái chỗ này là gì, đúng mà, đó sẽ đi với một vào đây. Rồi tiếp theo nữa chúng ta lại xem nhá, yaku suku no cô cần tìm một danh từ bởi vì cái gì đó, đúng không? Đó, bởi vì no mà hai danh từ đi với nhau thì mới kết hợp bằng no chứ, mà một danh từ duy nhất là cái nào, đúng không? Chính xác, vậy 3 đi về 2, mình chưa biết đi về đâu đấy nhá. Yaku soku no ji càng ní, mà đã có ní mình nhìn thấy oku de được, chậm hoặc muộn hoặc là gì đấy nhỏ, kịp so với cái gì đó, so với thời gian, đúng không? Vậy nó sẽ là gì? 3 2 4 đi với nhau và một đứng cuối rồi, thế là lắp vào thôi. 3 2 4 1 chính xác, đúng không ạ? Mình sẽ đi từ cái đó chứ mình không đi từ nghĩa của câu, các bạn lưu ý giúp mình nhá. Làm gì có cái chuyện anh ta đến muộn với giờ đã hẹn, nhớ cho cái mẫu câu ha dự gà nai bằng với cả wake gà nai, thậm chí để cái cốt nai nữa cũng được, đúng không? Phủ định hoàn toàn về trước đi nhé. Tiếp theo mình đưa ra một cái vài gợi ý cho các bạn nào. Câu số 4, mọi người nhìn thấy câu số 4 chưa? 3 2 4 1 chính xác, đúng không? Câu số 4 nào, nhìn thấy câu số 4 chưa nào? Chuẩn xác. Mình gợi ý này, các bạn có công nhận với sensei là hầu hết tất cả những mẫu phát liên quan đến koto, mono, wake, dù là koto gì chăng nữa nhé, đúng không? Thì nó đều phía trước là đi với gì? Kuzuke. Bởi vì bản chất của nó phải là một danh từ nên mình mới biết như này được, đúng không? Nào comment câu số 4 trên xe cũng nên chờ các bạn. Và có chumori nữa, nhớ chumori có hai nghĩa nha. Thứ nhất là V được ở V này là dự định sẽ làm cái gì đó. Còn một nghĩa nữa đó là V tạ, V tây được hoặc đi với tính từ, thậm chí danh từ nữa. Cứ tưởng rằng là, cứ đinh ninh rằng là, cái nghĩa này các bạn hay nhầm lắm đấy nhá. Đó, 2, 4, 1, 3 và đây có bạn 1, 4, 2, 3 là đang bị khác đi so với những người khác, đúng không ạ? Vậy chúng ta xem nhá. Sensei bảo rồi đã có koto, bạn đấy mà xem tất cả mẫu câu liên quan koto, koto nào thế? Hầu như phía trước nếu có động từ nó đi fujike. Mà fujike đây là cái nào biết không? Là cái chi tả với cả đề ký tự này, đúng không ạ? Nhưng mình cũng vừa nói cái chữ mori đà này, đúng không? Thì nó có hai nghĩa. Nhưng nếu về được phải là hành động là tôi dự định sẽ làm, chứ phải thể khả năng như này, nên sensei sẽ ghép cái gì vào đây, đúng không? Ghép 1 3 đi với nhau, chi tạ chưa một đi cả. Khi 1 3 đi với nhau rồi thì chỉ còn cái đề ký độ đi với 4, nên là 2 4 đi với nhau,
Các bạn nhìn thấy chưa? Đúng không? 1, 3 đi với nhau, 2, 4 đi với nhau. Nhưng lúc này chúng ta xem nào, đúng không? Đó. À, xem nào. Ờ, rồi, chính xác. Và có từ đề ký tự đấy, các bạn công nhận từ đề ký tự không? Đề ký tự là những cái việc mình ở đây đề ký tự bổ nghĩa cho cô tôi, đúng không ạ? Đó, nào chúng ta xem nào, bây giờ là 1, 3 đi với 2, 4 hay là 2, 4 đi với 1, 3? Chính xác, đúng không? Đáp án của chúng mình sẽ là gì đây? 2, 4, 1, 3 các bạn nhá. Đấy, lúc này 50, 50 vì thành một cụm với nhau rồi. Thì chúng ta xét về nghĩa, đúng không? Cứ tưởng là mình làm những việc mà có thể làm trước ngày hôm nay thì mình đã làm rồi cơ. Thế nhưng mà cuối cùng thì kể cả góc hoặc khả này vẫn không biết kết quả như thế nào cả nhá, đúng không? Đó, tôi đã mặc dù đã có thể cứ nghĩ là đã làm hết tất cả những việc mình đã có thể làm cho đến thời điểm này rồi, nhưng mà kết quả vẫn chưa biết ra làm sao. 2, 4, 1, 3 các bạn nhá. Chính xác. 2, 4, 1, 3 chuẩn luôn. Đó, xem nào có những bạn nào bị sai không ta. 2, 4, 1, 3 đấy. Có Hồng Hạnh này, 1, 4, 2, 3. 1 đi với 4, 2 đi với 3. Đấy, mình có thể hiểu được bạn để 1, 4 là sự chấp nhận nhá. Nhưng tuy nhiên cái mẫu câu Chimori mình bảo rồi, nếu đi với V được nó phải là hành động mang tất chủ đích, đúng không? Tôi định sẽ ăn, tôi định sẽ đi, tôi định sẽ làm gì đó, chứ không phải đi với khả năng nhá. Rồi, câu số 5 của chúng mình nào. この辺は自然が多くて健康的に暮らせそうだが、交通の便が悪いから。Đó, cả đoạn rất dài nhưng mà cô chả dịch cái này đâu. Vì quan trọng chúng mình đi tới cái này này. Đó, bạn cứ thử mà xem. No, no quá, mẫu câu chỉ bài 38 và 39 thôi các bạn nhé. No gá, no quá, đúng không? Là gì đây? Là cái việc này thế nào được kia đó. Thì cái việc này phía trước nó phải đi Fujike. Đúng đó, đúng là cái việc này đánh giá cái việc này là dễ hay khó. Vậy việc đó là việc gì? Đúng không? Thì nó sẽ là thể từ điển luôn ấy, nên đáp án phải là gì? Câu số 4 thôi nên xem. À, câu số 5. Đến câu đúng rồi ta. Đây, câu số 5 rồi bạn người ơi. Đúng rồi, 2, 4, 1, 3 chính xác rồi nhá. Nào, đến câu số 5 nào. Comment giúp mình nào. Câu số 5 mình đang chờ các bạn nha. Tất cả những cái liên quan no này ý, đúng không? No gá, no ố, no quá. No này, koto này, wake này, mono này, phía trước đều là fujike. Đúng đã. Ồ, bị sai nhá, để ý một chút nhá. Thì đấy, Fujike đây là cái nào? Là V được nên một phải đi vào đây. Đó, bạn nào để một chỗ khác là sai nhá. Tiếp theo bạn nhìn thấy đề kỳ này chưa? Đề kỳ này nó chính là đề kỳ độ đi. Đúng không? Nó chỉ là phủ định của nó thôi. Chứ còn mình có thể làm cái gì đó đi với quá, gá, mố. Có không? Một phải quấy nhá, nên bạn nào để một không phải quấy là sai đấy, đúng không? Đó, và tiếp theo mình đang tìm quá, gá, mố. Quá phải là danh từ để mà có thể làm cái gì chứ không phải ní quá đâu nhá. Đó, nên đây mới là gá này, quá gá mố. Thế nên là mình sẽ để 4 đi với 2. Các bạn thấy chưa? Một ra cuối rồi, 4, 2 đi với nhau rồi. Thì mấu chốt bây giờ là 3 chúng mình đi vào đâu rồi. Đó, có bạn để 3 ra đầu, đúng không? Có bạn để 3 ra đằng sau, đúng không ạ? Thì lúc này xét về nghĩa của nó. Watashi ni, nếu bạn để 3 đằng trước là watashi ni. Xong thì gì đây? Kuruma no unten ga dekinai. Đó, nếu bạn để như này, đúng không? Bạn đang để cái từ để cái này mà hai bạn đang đến thế nào? Hai mới lại bố cho ba, là bắt đầu sai nhá. Cô đang xét về này. Giả sử bây giờ đang ba mượn 50 50 đúng không? Bạn đã không biết ba cái vị trí qua ta xin đi qua đi đâu đúng không? Thì giả sử chỗ này ta. Bạn đang để thế nào nhỉ? Đúng không? Để mình xem nào, xem các phương án cho các bạn nào. Hai bạn đang để cho đúng rồi, đây chính xác, đúng không? Để cái này và ta xin ni wa có hợp lý không? Hay để ra ba đầu chẳng hạn ấy, đúng không? Watashi ni wa xong kurama no unten ga dekinai. Hai mình đang để ý là hai bạn đang bổ nghĩa cho cái gì ta? Nếu bạn ba để ra giữa đây này, ba bổ nghĩa cho một, hai bổ nghĩa cho một chứ. Đây này, bạn Hồng Quân nhá. Hai không thể bổ nghĩa cho một được bởi vì sao? V này, đúng không đã? Đây mình nhìn mãi được lẫn các bạn quá. V này là một động từ. Sao lại bổ nghĩa cho V được? Làm gì trên đời nào có mẫu câu là V này bổ nghĩa cho V được? Nếu hai động từ đi với nhau thì phải là gì đấy? VT, VT, VT cả là, VTA là, đúng không? V3 cái gì đấy cơ, nhưng hai không thể đi với một. Nên bạn nào để hai đi với một là sai rồi, có Quyên làm tiếp nữa này. Nhìn thấy chưa, có bạn Hồng Quân nữa này, nếu bạn để như thế nhá. Nên lúc này mình sẽ để ba vào vị trí này. Đúng không ạ? Chứ không phải là ba đi với một, chứ không phải 2 đi với 1. Và B nó hộ mình cái, 4 2 mình đã ghép được rồi còn gì nữa. Đúng chưa? Đó, ân tên có, để kia này, đúng không? Thì cái việc đơn giản nào một đấy đúng không ạ? Đấy trong với một người mà không biết lái xe à, đúng không? Không thể lái xe như tôi chẳng hạn, nên trong đời sống gặp rất nhiều khó khăn nhá. Chính xác, đúng không? Rất có vẻ là sẽ hơi khổ sở, hơi vất vả, hơi khó chẳng hạn ấy, đúng không? 4
hai đúng không, sẽ bổ nghĩa cho ba là cái watashi đấy, lý hóa đấy đúng không. Đó thì cuộc sống của cái người mà không biết lái xe thế thì sẽ có vẻ rất là khó. Chính xác, 4 2 3 1 mới là phương án cuối cùng của tôi. Chuẩn chưa? Rồi, chính xác. Mình sẽ làm thêm một vài bài câu giống sao nhé để chúng ta quen đi ạ. Cái sensei vừa bảo đúng không? Tất cả một câu cô tô ở phía trước thường là gì các bạn nhỉ? Fuchike duy nhất trong cái đống này là cái nào? Chính là về được. Nên là chúng mình sẽ để hai sẽ đi với gì đấy? Hai đi với một, nhớ nhá, hai phải đi với một nhá, hai ra chỗ khác là sai mất đấy. Tiếp đi nào, các bạn tiếp bọn mình nào. Rồi tiếp theo, đã có Egao phải đi với Mi Mát đúng không? Nên là ba mình sẽ bổ nghĩa trận đi với 4, nhìn thấy chưa? Rồi, xin lỗi các bạn, mình lại viết thành chữ chi này, tự nhiên không hiểu sao viết được cái chữ này mất. Đó, bỏ phần này đi nhá. Đó, ba sẽ đi với 4, chờ một chút nào. Đây. Tiếp theo, ôi nó là một tính từ. Các bạn công nhận đã, tính từ là cái gì nhiều hay cái gì ít, cái gì khó hay dễ thì chúng ta đánh giá bằng quá gá mố. Có quá gá mố ở đây không? Có, tức là để hai một đi vào đây. Đấy, lúc này mà đi thi chúng ta để hai một đây rồi, chả cần sắp xếp ba bốn ở đâu. Đúng là ra vị chiếu sao rồi, nhưng mình vẫn muốn các bạn sắp xếp đúng. Thì B cụm 3, 4 vào, thế là xong. Và thứ tự của chúng mình sẽ là 3, 4, 2, 1. Chính xác chưa? Tình hình thi trượt mất tôi, như thế này là như thế nào? Đúng không? Biết cách làm thì chúng ta dễ hơn rất là nhiều mà, nhớ. Tiếp theo nào, các bạn nhìn này. Có kanji gá, đúng không? Mà có yô mi mát này, chẳng hạn kanji ố yô mi mát. Và đây kanji gá yô mát nên hai đi vào đây. Đúng không? Rồi tiếp theo ta nhìn thấy shika, mà đã shika ta nhớ ngay là gì đây, đằng trước là số từ mà shika đằng sau phải đi về này, thế là gì nữa, chúng ta để vào đâu các bạn ơi? Để vào đâu bây giờ ta? Nó rất là dễ đúng không, chúng ta sẽ để cái hai người này đúng không, một trước đấy đặng viết hai mình thấy hai người cái nhầm mất, một sẽ đi với mấy, một sẽ đi với ba, và một đi ba đấy có đằng sau phải nai chứ làm gì có cái này nữa, chỉ có cái này thôi nên một ba đi vào đây. Đúng đã, bốn hết chỗ đứng rồi, đi vào đây xem sao nào. Chuẩn không? Yomeru Hito á, những người mà có thể đọc được chữ kanji này đúng không? Thì chỉ có hai người thôi. Khiếp, chữ kanji nào khó thế mà chỉ hai người đọc được à? Đúng không? 2, 4, 1, 3. Nhớ, chuẩn xác. Đó. Tiếp theo, câu số 8 nào. Như sư sư vừa nói, tất cả những mẫu câu liên quan đến koto này, đúng không? Rồi mono này, rồi tokoro này, rồi wake này, phía trước coi như một danh từ đi. Nên phía trước của nó luôn luôn đi với thể thông thường. Thể thông thường ở đây là gì? Đó, mình đã gợi ý cho các bạn những cái cách mà để chúng ta làm một cách nhanh hơn, dễ hơn và chuẩn hơn, đương nhiên rồi, nhá. Nào, đang chờ câu 8 của các bạn đây ạ. Fuchike đâu? Một đi ba chứ còn gì nữa, đúng không? Đó, chính xác, một đi ba nhá. Câu 8 đã. Câu 7 vẫn đang ở câu 7 à, mọi người nhìn thấy con cá của xe chưa? Đó, 1 phải đi 3, VT được tốc độ. Mà đã có gì đây, đúng không? Tiếp đi nào, 1 đi 3 rồi. Mà đã nhìn 1, 3 đây thì có ế đây đúng không? Cô cần tìm ra ế ní thì phải là gì đi? Đi với Ikimasu hoặc Kimasu, có không? Có đây, đứa bạn đã đến vào cái lốp. Thế là mình chọn ngay được 1, 3 đi vào đây. Đi thi là đến mức này là xong rồi đấy. Chúng ta quan trọng cái này thôi. Đúng không? Vì ra là đáp án rồi. Nhưng không, mình vẫn muốn các bạn là điền tiếp các vị trí còn lại. Và để giả sử dấu sang, nó ở đầu, nó ở cuối, nó ở giữa, mình đều cần được hết. Đúng ạ? À? Thì mẫu câu vừa rồi mình có mẫu câu gì ấy nhỉ? Veyo tố si tê được, veyo tố si mát. Nên là chúng ta sẽ để 2 và đi với 4 vào đây. Vậy chúng ta sẽ là gì? À, 4 đi 2 chứ, veyo tố sơ được, đúng không? Xin lỗi các bạn. Đó, chỉnh lại một tí. Là veyo tố sơ được mà, đúng không? Thì phải là gì? 4, 2, 1, 3. Đúng không? Mình vừa rồi có mẫu câu về yếu tố chi này không chịu làm gì đó, còn về yếu tố sự đang đang định đúng không, đúng lúc đang định gọi điện cho đứa bạn thì đứa bạn nó đến đến vào cái lúc đấy, chuẩn xác nhá. Nên là 4 2 1 3 đó, bạn nào mà nhanh nhanh chóng chóng làm theo sensei đừng câu 2 4 1 3 là sai mất nhá. 4 2 vì về yếu tố sự được mà, nó quay sensei viết nhầm thôi đúng không, chính xác. Câu số 9 nào, hai câu cuối cùng nào, ta xem nào, có kỳ đai na đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác, nhớ nhá, một tính từ đuôi na phải bổ nghĩa cho một danh từ, có danh từ không? Ủa, hơi nhiều danh từ một tí, có yasai, có ninjin đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn lại mẫu đây, à đấy, kodomono. Tìm một cụm danh từ đằng sau cái này, xong rồi mẫu câu tố yêu tố, nếu mà nói đến cái này người ta sẽ nghĩ đến cái kia đúng không? Vậy nói đến phải cái chung hay cái riêng chứ các bạn ơi. Nói đến núi như vừa rồi có núi Phú Sĩ là người ta nhớ đến cả núi, à núi, nhớ đến núi của Nhật Bản người ta nói Phú Sĩ.
công nhận đã. Thì cái chung ấy, cái khái quát phải nằm ra đằng trước, xong mới ra cái đằng sau. Nhớ không đã? Vậy lúc này cái nào hợp lý hơn? Đúng đã, câu số 9 rồi mà các bạn vẫn đang comment ở câu số có 8 này. 4, 1, 2, 3, chuẩn xác nhớ, đúng không ạ? Kỳ đai na này sẽ bổ nghĩa cho cái gì đấy? Bổ nghĩa cho cái một, nói đến cái loài rau mà đứa con tôi nó ghét ấy. Xong là hai, tức là mình sẽ nghĩ ngay đến Ninjin là món cà rốt, đúng không? Xong cà rốt gì mà trẻ con nó ghét ăn thế nhỉ? Đúng không? Bé nhà mình cũng rất ghét ăn cà rốt luôn, không hiểu sao luôn. 4, 1, 2, 3, cái này xét về nghĩa câu nhé. Và đơn giản nó chỉ áp dụng những cái ngữ pháp của N4, N5 thôi. Một tính từ đôi na thì bổ nghĩa danh từ, đúng không? Ghép cái ngữ pháp của N3 vào nữa, tối hiệu tố. Nếu nhắc đến cái chung này thì người ta sẽ nghĩ đến cái đặc trưng, cái riêng biệt như nào. Nó sẽ là tối hiệu tố, tối y bà và tối ít ta đà, nha. Chính xác. Tiếp nào, con ạ. À, lại nhìn tiếp trên xe này, bọn nhìn thấy áp tề mố chưa? Đã có áp tề mố ấy, đó chính là từ aru đúng không? Gốc kết của nó là từ arimasu. Mà đã có cái gì đó thì cô đi chọn từ gì? Quá, gá, mố. Cần phải có cái đấy. Có gá không? Có, đúng không? Nên hai chúng mình sẽ đi với một. Mà đã có gá rồi thì phía trước mình kiếm danh từ để xem người ta có cái gì. Có tiền, có bạc, có người yêu hay là có thời gian. Đúng không? Nên là 4, 2, 1 đi với nhau. Chính xác. Ô, có 10 sao lại 4, 2, 1 các bạn đi cách xa nhau thế? Lại còn cái ba đấy. Đã có ba đúng không? Đã có từ tề mố thì có từ ikura đi với tề mố, nhưng phải là cái nào đúng không? Phải ra đầu chứ. Cái cụ là gì? Ikura ji cảm gá ác tề mố thì cái gì đó tà đi này, công nhận không? Nên phải là 3 4 2 1 với chính xác đấy. Câu này tưởng dễ mà cuối cùng lại có rất nhiều bạn bị sai mất tiêu. Đúng không ạ? Đó, các bạn thấy cách làm số sao của CC không? Hầu như CC không mấy cái dịch câu cả. Dịch câu là cái bước mà tự nhiên làm mất thời gian cho các bạn thôi. Mà nhớ bản chất nó là ngữ pháp, nên mình phải đi từ ngữ pháp trước nhớ, đúng không ạ? Đó, và những cái cách áp dụng thì tất nhiên là nó là N3, vẫn có những ngữ pháp N3. Nhưng tuy nhiên là chúng ta áp dụng từ những cái rất cơ bản thôi. Bởi vì những cái từ loại nó đứng ở đây, nó là động từ, nó là danh từ, nó là tính từ, thì biết cách ghép vào với nhau đã. Đó, nhưng mà rồi bạn nào mà ghép cái động từ là V9 mà đi với V đựng là sai hoàn toàn, đúng không? Thì làm nhiều chúng mình sẽ quen nhá, và lên N2. Đó, từ những cái dễ dễ này mình phải làm theo cách đó, thì lên N2 câu nó phức tạp hơn, từ nó khó hơn, nhưng mình vẫn có thể bắt được, nhớ chưa ạ? Nhá, đấy, đúng nhận sai cái hộ sensei cái những bạn nào đã học dấu sao với sensei nào nhá. Ừ. Rồi, ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hy vọng là trong thời gian tới sắp thi rồi thì cô C và các sensei của cô C sẽ đồng hành với các bạn nhiều hơn trong buổi livestream để có thể cùng nhau ôn luyện những phần kiến thức đó, mà để mình có thể tự tin đi thi, và đấy biết đâu nhân duyên chúng mình sẽ có thể gặp gỡ nhau trong các khóa N2 tiếp theo nhá. Học xong là quên hết à? Quên phải luyện đi luyện lại nhiều lần vào. Người yêu không gặp còn quên, đúng chỉ là tiếng Nhật đúng không? Thế phải gặp nó nhiều lần vào nhá thì chắc chắn sẽ nhớ và thậm chí theo đến suốt đời, đúng không ạ? Hay minasan, ochikaresama desu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay.